chào tất cả các anh em nghệ nhân chơi chim họa mi. Hôm nay mình sẽ làm một cái cám chim họa mi dành cho những cái anh em nào mà mới chơi hoặc là anh em nào mà muốn khám phá. Thì theo cái bài cám của mình làm nó rất là đơn giản và nhanh nha các bạn. Nguyên liệu mình chuẩn bị, mình nhắc lại nha, cái cách mình làm nó rất là đơn giản nha anh em, mà anh em nào mà thích thì làm, còn nếu mà không có thời gian làm cứ inbox nhắn tin cho mình thì mình sẽ ship cám cho các bạn, mình tặng các bạn, mình không có tính tiền đâu nha các bạn. Cái này là mình chia sẻ cái niềm đam mê. Đây là bây giờ cám, cái này là cám gà con, mình chuẩn bị nửa ký cám gà con nha. Tôm mình hấp lên, như đây là 400g tôm. Đây lòng đỏ trứng gà, lòng đỏ trứng gà thì mình có 10 cái lòng đỏ trứng gà. Và cái cám lần này á là mình dành cho những cái người nào mà không có thời gian á, thì làm cái loại cám gà con này thì nó sẽ nhanh hơn là cái gạo rang giống như cái bài cám mà lần trước mình làm. Nhưng mà cái cách làm thì nó cũng y chang, không có khác gì thay đổi, nó chỉ khác là cái cám gà con và cái gạo rang thôi. Tại vì cám gạo rang thì nó hơi lâu một chút xíu. Bây giờ mình bắt đầu, mình sẽ đánh tan cái lòng đỏ trứng này trước nha các bạn. Cái cám này mình làm rất là đơn giản, nhưng mà cái người nào mà chơi chim á, mà cái thú chơi chim á, giống như mình đi lựa một con chim mà một con chim về nó chơi được á, thì mình cảm thấy mình hứng thú, mình say mê với nó. Thì cái cám này cũng vậy, ví dụ như cái cám này mình làm một con chim anh nó cảm thấy nó tốt á, thì mình thích lắm. Cho nên mình thì mình chơi, mình trước là mình chơi, mình không có mua cám của ai hoặc không có sử dụng cám của bất kỳ một cái nhà phân phối hay nhà sản xuất nào hết á. Mình nói chung là mình chơi, mình tự làm, mình tìm hiểu cái niềm đam mê, cái niềm sở thích của mình, cho nên mình thích cái gì mình làm. Còn những cái anh em nào mà không thích làm có thể đi mua, thì trên thị trường nó cũng bán rất là nhiều loại cám dành cho chim họa mi, thì mỗi con nó mỗi khác. Thì mình nói trước ở đây là cái con chim của các bạn chơi, thứ nhất nó phải đầy đủ cái điều kiện. Ví dụ như bạn chơi con chim đá thì nó phải to hoặc nặng bao nhiêu, hoặc nó phải gan lì, nó gặp chim thì nó phải sung hay sao đó, thì cái đó là chơi chim đá. Còn chơi chim hót thì các bạn chắc cần những cái con chim mà nó xòe. Còn riêng mình ở đây thì mình làm cám á, là mình chơi thứ nhất là vui, thích thì làm thôi, không có sâu xa gì hết. Cho nên những anh em nào mà rảnh thì làm, chơi vui. Những anh em nào mà nghệ nhân nào mà mới chơi hay gì đó thì cứ rảnh làm, còn không thì ra ngoài tìm mua cho nó nhanh. Mình ở đây thì mình làm. Còn bây giờ mình bắt đầu mình bỏ tôm và mình xay nha các bạn. Đây cái cối xay của mình. Vừa cầm điện thoại vừa xay tôm không được, để mình chỉnh lại cái điện thoại. Các bạn thấy tôm nó ra chưa? Rồi mình bật vào mình thấy tiếp. Cái cối này nó hơi nhỏ cho nên mình xay nó hơi lâu một xíu.
cái tôm này là mình hấp lên rồi nha các bạn. Khi mà mình hấp nước nó vừa sôi lên tới con chim nó con tôm nó vừa đỏ lên đó thì các bạn bắt ra. Thật sự ra làm cám này nó rất đơn giản nha các bạn. Chơi vui thì có thể làm, hoặc là nuôi nhiều quá thì mình làm thì cái cám của mình nó ổn định. Rồi coi như là tạm thời cái tôm này mình xây xong. Giờ mình cho ít cám vô đây để mình đùn cho nó đùn hết những cái tôm mà nó còn nằm trong cối á. Khi nào mà thấy cám nó lòi ra là tức là cái tôm trong cối nó đã ra hết rồi nha các bạn. Rồi cái cám là nó ra hết rồi nha các bạn. Tôm là ra hết rồi, nó lòi cái cám ra nè các bạn. Nhìn kỹ nè. Bây giờ mình lấy cái cám ra nè, cám dư trong cổ mình lấy ra nè. Rồi tạm thời như vậy là xong nha các bạn ơi. Rồi là mình xong bước 1 nhé. Bây
Bây giờ mình bước 2 là mình sẽ làm, mình sẽ đổ cái lòng đỏ trứng vô, mình trộn cho nó đều lên. Các bạn đợi đợi mình chút xíu nha, mình đi rửa cái tay. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đổ cái lòng đỏ trứng gà vô, mình trộn cho nó đều lên nha các bạn ơi. Rồi đợi mình chút xíu để mình rét cái lòng xuống, rét trứng gà xuống. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cám, tôm đều lại. Trộn càng đều càng tốt nha các bạn. Cám có trứng gà với lại tôm vô, màu lên rất đẹp nha các bạn. Rồi. Rồi, chỗ này nó còn tôm. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Đơn giản và nhanh. Còn cái các bạn biết vì sao mà mình chọn cái cám gà con mà mình không lấy cám gà đá hay là gạo rang, các bạn biết không? Lý do tại sao? Có nghĩa là khi mà cái người mà người ta làm cám thì người ta đã nghiên cứu là cái con gà con nó cần những cái chất gì. Thì giờ các bạn cứ nghĩ đi, con chim thì nó cũng chỉ bằng con gà con thôi. Nếu mà mình cho cám gà lớn vào á thì cái hàm lượng protein hoặc là cái chất đạm á, của con gà lớn nó khác. Con chim mình ăn nó sẽ bị đi ỉa nha bạn. Cho nên mình chọn là chọn cám gà con. Cái chất đạm, độ béo, tất cả các cái thứ mà nó yêu cầu thì nó chỉ bằng khoảng con chim thôi. Cho nên mình chọn cám gà con. Khi mà các bạn trộn cái lòng đỏ trứng này vô á, thì nó lòng đỏ và tôm mà trộn vô cám thì nó sẽ đây, nó sẽ như này. Thì mình sẽ bỏ vào cái cối xay. Cối xay thì mình sẽ xay lại. Cái cối này hiện tại cái lỗ của cái lưỡi dao mình làm là lưỡi 2,5 ly nha. Khi mà các bạn trộn nó đều đều, thật là đều, rồi các bạn bỏ vô cối xay. Còn ai mà không có cối có thể phơi nắng thôi, mình bóp nhuyễn nó ra. Mình bóp nó ra là tự động nó ra thành cục cục nha các bạn. Ra thành viên cục nhỏ luôn. Tạm thời
rồi, như vậy là xong rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xay. Rồi mình xay rất là xong rồi nha các bạn ơi. Mình tạm thời mình cắt cái video của mình tới đây nha các bạn. Các bạn nếu mà cảm thấy thích thì các bạn thích hay là cái gì đó thì bình luận, hay là bạn không thích điểm nào hay là như thế nào đó thì các bạn cứ góp ý, mình sẽ nhận những cái đóng góp ý kiến của các bạn. Và cái thứ hai nữa là hiện tại là mình đang làm cám, thì có những cái anh em nào mà muốn tìm hiểu cái cám này nó như thế nào cứ inbox cho mình ở dưới để lại số điện thoại và cái địa chỉ thì mình sẽ ship cám nó tới cho các bạn hoàn toàn miễn phí, mình không có lấy tiền cám nha các bạn. Chúc các bạn thành công.